Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Medoget. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Medoget cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Medoget L-Arginine L-Glutamate Công dụng Giúp tăng cường chức năng gan, giải độc gan, bảo vệ tế bào gan. Điều trị tình trạng suy nhược chức năng, các tình trạng mệt mỏi do làm việc quá sức, gắng sức thể lực cao, lao lực mệt mỏi và những bệnh nhân mà đang trong giai đoạn cần hồi phục sức khỏe. Giúp khôi phục lại nồng độ arginine trong máu ngăn ngừa các phản ứng làm dị hóa protein, tăng sự bài tiết protein vào trong nước tiểu. Chỉ định Người bị mệt mỏi, suy nhược, các đối tượng phải làm việc quá sức, lao lực. Bệnh nhân trong thời kỳ hồi phục, cần dưỡng bệnh. Bệnh nhân bị tăng ammoniac huyết do bị rối loạn chuyển hóa ure. Bệnh nhân bị khó tiêu, suy giảm chức năng gan. Cách dùng Thuốc dùng đường uống Liều dùng Với người lớn, dùng liều 2 đến 3 giờ 1 phút ngày. Với trẻ em 12 đến 18 tuổi, dùng liều 1 đến 2 giờ 1 phút ngày. Với trẻ em trên 30 tháng, dùng liều 0.5 đến 2 giờ 1 phút ngày. Với trẻ em trên 12 tháng, dùng liều 1 đến 2 giờ 1 phút ngày. Một đợt điều trị nên tối đa là 15 ngày. Chống chỉ của Medogest 3G Medicine người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào có trong thuốc. Không dùng cho các đối tượng sau nhồi máu cơ tim. Không dùng cho đối tượng bị rối loạn chu trình ure kèm theo thiếu hụt enzyme arginase. Lưu ý khi sử dụng Medoget. Không dùng arginine aspartat đối với bệnh nhân có cơ địa dị ứng. Thuốc kháng histamine được dùng nếu phản ứng dị ứng xảy ra. Arginine gây tăng kali huyết đe dọa sự sống đối với bệnh nhân suy thận vì sự thái trừ kali giảm đi ở bệnh nhân này nên dùng arginine thận trọng đối với bệnh nhân có bệnh về thận hoặc vô niệu. Đối với chứng tăng amoniac huyết cấp tính, dùng liều cao arginine có thể gây nhiễm axit chuyển hóa, tăng chloride huyết. Do đó cần theo dõi nồng độ chloride và bicarbonate trong huyết tương và có thể dùng đồng thời một lượng thích hợp bicarbonate. Arginine chứa một hàm lượng cao nitrogen chuyển hóa, nên đánh giá tác động tạm thời lượng nitrogen cao trên thận trước khi bắt đầu điều trị với arginine. Không dùng arginine cho bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim. Trong thành phần công thức có chứa paraben có thể gây phản ứng dị ứng chậm. Bệnh nhân mắc các rối loạn di truyền về dung nạp FRAC-O, rối loạn hấp thu glucogalacitiose hoặc thiếu hụt enzyme sucrose ISOMALTASE không nên sử dụng thuốc này. Tác dụng phụ của Medoget Thường gặp buồn nôn, nôn, thân nhiệt tăng, đau đầu, tình trạng đỏ bừng, tĩnh mạch tăng nhạy cảm hiếm hạp, gặp tình trạng phù nề, giảm tiểu cầu, đau, sốc phản vệ. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Tương tác Thuốc tránh thụ thai uống kết hợp với estrogen và progesterone có thể làm tăng đáp ứng hóc môn tăng trưởng và làm giảm đáp ứng của glucagon và insulin với arginine. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Medogate đồng thời biết cách sử dụng Medoget, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.